Xin mà chào các bạn trở lại kênh vlog mình đặt của mình nha. Đây là thành quả sáng giờ mình đi kiếm nè các bạn ơi. Cho các bạn xem này nha. Quả trời cá luôn này các bạn ơi, để mình đổ cho các bạn xem luôn nha. Này cá mình bắt ở dưới mương mình đó các bạn ơi. Quá trời cá luôn các bạn thấy không? Cá chê nè, cá lóc nè. Cá rô phi nè. Các bạn biết mình bắt bằng cách gì không? Bí mật nè các bạn. Các bạn nhìn vô màn hình đó, các bạn thấy mình để cách bắt đó các bạn. Các bạn thấy chưa? Đây là cách bắt này ở đây thì của mình ở đây là nhà nước cấm nha các bạn. Người ta không cho sử dụng cái này nữa các bạn. Mà mình chỉ sử dụng ở gia đình mình thôi. Chứ mình không có làm ảnh hưởng tới ai hết á. Trong đống cá này các bạn, trong đống cá này mình tâm đắc nhất là được hai cá rô phi này các bạn. Bạn thấy hai cá rô phi khủng không? Quá trời bự nha các bạn ơi. Người ta nói cá rô phi này, trong thịt cá rô phi này nó có sâu nha các bạn. Nhưng đó giờ mình ăn thì mình không có thấy con sâu nào hết. Mà người ta nói cá nuôi mới có nha các bạn. Này cá là mình bắt tự nhiên, bắt ở dưới mương của mình đó các bạn ơi. Mương clip của mình á. Thành ra mình không có thấy sâu thấy bọ gì hết á. Giờ hai cá rô phi này mình sẽ làm một món đặc biệt nha các bạn. Các bạn đón xem nha. Làm thịt hai cá phi các bạn ơi. Mạnh quá. Các bạn thấy cao thủ mằng cá không các bạn? Mằng cá rồi mằng cá vẫn còn nhảy đó các bạn. Giống như mà trong phim mà vua đầu bếp đó các bạn. Lóc thịt cá trên còn xương không mà bỏ vô hồ bơi cá vẫn còn lội các bạn. Cá rô phi này bắt đầu mình làm món cá thức cà các bạn ơi. Là mình chiên nha các bạn.
chiên cá mình lấy cái nắp mình đậy lại cho cá nó mau chín các bạn ơi. Cà này là mình là để làm nước sốt này các bạn. Mình bỏ vô cái nồi thì mình luộc sơ nha các bạn. Mình luộc sơ mấy trái cà cái mình lọc vỏ cho nó dễ các bạn ơi. Rồi cà này mình luộc sơ nè các bạn, giờ mình lọc vỏ ra rất là dễ luôn các bạn ơi. Nó còn hơi nóng rồi các bạn. Mình lọc vỏ dễ luôn các bạn thấy không? Cái này mình có máy sấy thì mình sấy cho nó nhanh nha các bạn. Nhưng mà mình dầm về thấy nó cũng mau nhiều lắm các bạn ơi, mình khỏi mà công lấy máy sấy. Xài máy sấy nhiều lúc cũng phiền phức lắm các bạn ơi. Cá gần chín này các bạn ơi. Mình thấy nó ngon không thua gì cá điêu hồng nha các bạn. Thịt nó cũng rất là ngọt á các bạn ơi. Cá rô phi này ngoài mình chiên ra thì mình còn nấu canh chua cũng rất là ngon luôn các bạn. Rồi mình kho lạc nữa các bạn. Nói chung là nó làm được nhiều món đó các bạn ơi. Mà nó thì thịt rất là nhiều, ít có xương á.
Rồi cá mình chín rồi đó các bạn ơi. Các bạn thấy nhà mình có chú chó dễ thương không? Đó, nhìn nó cười kìa các bạn ơi, nó cười kìa các bạn ơi. Chào mọi người nha. Chào bé Ú nè. Bé Ú ơi. Ú à. Để mình làm phần nước súp này nha các bạn. Phần nước súp đã xong rồi đó các bạn ơi. Rồi phần cá sốt cà của mình đã hoàn thành rồi các bạn ơi. Các bạn thấy bắt mắt không, hấp dẫn không các bạn? Quá ngon luôn. Được hai con hai dĩa luôn các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy thịt cá ngon không? Cá phi đấy nha các bạn, không thua kém gì cá riêu hồng nữa các bạn. Thịt rất là ngon luôn các bạn, nhìn nè. Rồi mời cả nhà cùng dùng luôn nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.